bữa nay chúng ta sẽ nhận định tiêu chuẩn của một cái phim tiếp quan bụng đứng không xuất phẩm, tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật thôi nha. Chúng ta tập trung vào hình này. Thứ nhất là chúng ta xem có cái định khu của cái phim này, định khu trên cơ thể bệnh nhân có đúng chuẩn hay không. Một cái phim đúng chuẩn về mặt định khu là nó phải lấy được ra ngoài cái phần mềm của thành bụng hai bên. Thứ hai nữa là giới hạn trên của nó là không cần lấy qua khỏi cái dầu hoành. Tuy nhiên giới hạn dưới là bắt buộc phải lấy qua khỏi cái khớp mu. Không được chưa? Như vậy về mặt định khu, tiêu chuẩn cái mặt định khu thì chúng ta thấy là lấy được hai cái phần mềm của hai bên thành bụng là đúng nè. Thứ hai nữa là cái phần lấy được phần bên dưới, cái phần qua khỏi khớp mu này cũng tương đối. Và cái phim này vừa lấy qua khỏi nửa cái khớp mu, đúng là nó phải lấy qua khỏi khớp mu và lấy hết luôn cả cái lỗ bịch. Trong khi đó cái tiêu chuẩn bên trên thì không quan trọng lắm. Giả sử giờ chúng ta chọn hai tiêu chuẩn, một là lấy qua khỏi hai dầu hoành, thứ hai là lấy qua khỏi cái khớp xương mu và hai cái lỗ bịch, thì chúng ta chọn tiêu chuẩn dưới. Tại vì trên một cái bệnh nhân có hội chứng bụng cấp thì cái dấu hiệu ở cái phần dưới này nó là quan trọng. Còn trong khi đó những cái dấu hiệu ở phía trên, phần trên đây thì nó chủ yếu được phát hiện từ cái phim ngực, được thẳng thôi. Giả sử bệnh nhân này có cái liệu hơi dưới hoành thì chúng ta chỉ phát hiện rõ ràng cái liệu hơi dưới hoành trên cái phim bụng đứng, trên cái phim ngực thẳng thôi. Như vậy trên cái phim bệnh nhân này mà tiêu chuẩn hai bên thì đạt, tiêu chuẩn dưới tương đối đạt. Thứ ba nữa là tư thế của bệnh nhân có ngay ngắn hay không. Ngay ngắn là dựa vào cái cột sống, xem cột sống cái phim. Nếu mà cái phim chụp ngay ngắn thì cột sống nó sẽ nằm ở trên giữa phim. Như vậy về mặt định khu, tiêu chuẩn như mặt định khu thì cái phim này tôi đánh giá là đạt. Thứ hai nữa là cái tia này nó có mềm quá hoặc cứng quá hay không. Làm sao biết được cái tia này nó mềm quá hay cứng quá nha. Một cái phim mà được gọi là chuẩn khi nào chúng ta thấy cái hình dạng của cái đốt sống ở đây. Thứ hai nữa chúng ta thấy được cái mô mở của cái lớp mở tiền phúc mạc, hình sáng của cái mô mở của cái lớp mở ở tiền phúc mạc ở đây. Cái đường sáng này ta gọi là đường sáng Lorentz nha. Nếu trong trường hợp cái phim mà cái tia quá cứng, nghĩa là cái tia X quang nó có độ đâm xuyên quá mạnh, thì chúng ta sẽ thấy nhiều rõ từng chi tiết của cái đốt sống, thấy rõ từng cái mỏng gai này là quá mạnh ha, là tia quá cứng. Còn nếu là cái tia quá mềm thì sao, thì cái hình ảnh đốt sống này nó sẽ mờ đi, nó không rõ hình dạng của cái đốt sống. Như vậy tia quá cứng, tia quá mềm nó không đạt. Trong trường hợp này tôi nhận định cái phim này mặt cái tia đó là chuẩn. Vì sao? Chúng ta thấy được cái hình dạng của đốt sống, dĩ nhiên nó hơi cứng một chút xíu, chúng ta thấy rõ từng cái cấu trúc giải phẫu của đốt sống này là hơi cứng một chút. Thứ hai nữa tôi thấy được cái đường sáng Lorentz nha, thấy rõ hình dạng đốt sống, thấy được cái đường sáng Lorentz. Như vậy là cái phim này tôi đánh giá là về mặt tia là tương đối đạt yêu cầu. Rồi tắt.